Thì Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Chào mừng quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Chi Hồ Quang. Xin kính chào quý vị khán giả của đài Việt TV và xin chào Thi Nhung. Và thưa quý vị, trong thời gian vừa qua Thi Nhung nhận được rất nhiều thư và xin phép đi ngay vào lá thư của một vị khán giả. Thư cô Hồ Quang, có lẽ vì không có thời gian theo dõi thường xuyên, chờ hoài mà không thấy có thính giả nào đó có cùng cảnh ngộ, nên chúng tôi mạo muội viết thư mong chị giải đáp vài thắc mắc. Chồng tôi 63 tuổi, hiện đang nhận tiền SSI và Medicaid cho người bệnh tật. Vì anh ấy không làm đủ 40 credit nên chỉ nhận được SSI và chịu ảnh hưởng trên thu nhập của tôi. Vậy khi đủ 65 tuổi thì anh ấy có thể xin nhận tiền già, trọn vẹn và không bị ảnh hưởng bởi thu nhập của tôi hay không, thay vì tiền cho người bệnh tật như hiện nay không? Nếu được thì Sở An sinh xã hội sẽ tự động chuyển đổi hay là chúng tôi phải yêu cầu? 3 năm nữa tôi sẽ về hưu chính thức. Khi đó anh ấy sẽ được nhận 50% tiền hưu bổng của tôi. Nếu như số tiền đó ít hơn tiền già thì anh ấy có thể yêu cầu được tiếp tục nhận tiền già hay không? Cảm ơn chị. Thì Nhung nhớ là mình cũng trả lời đôi chút rồi. Dạ. Nhưng mà kính thưa quý vị, cô Thi Nhung này cô khó khăn lắm. Cái gì cô cũng phải giải thích, mà muốn tôi giải thích rất là cặn kẽ để gửi đến quý vị. Để trở lại cái câu hỏi của bà, nếu mà kỳ rồi quý vị không có theo dõi thì một người lãnh SSI. SSI là chương trình trợ cấp lợi tức bổ sung dành cho những người tuổi 65, tàn tật hay mù lòa. Khi mà nói dành cho người cao niên thì chắc chắn là cái tuổi đó phải là 65. Tàn tật thì bất kể tuổi tác, hay là mù lòa cũng bất kể tuổi tác. Thì ở trong trường hợp này ông đang lãnh tiền SSI vì bệnh tật, thì đó là một trong những cái yếu tố để được hưởng SSI. Do đó, khi đến tuổi 65, ông vẫn tiếp tục hưởng cái trợ cấp của SSI. Không có thấy, khi mà đã được hưởng rồi thì sẽ không có thấy cái sự chuyển biến từ bệnh hay là già. Đó đã là SSI rồi. Thì cái số tiền như bà biết, bà đã chia sẻ, cái số tiền hiện nay là 750 đồng, nhưng mà vì bà có đi làm, do đó cái lương của bà sẽ ảnh hưởng theo trên cái chi phiếu SSI. Tóm lại, khi ông được 65 tuổi, không có gì thay đổi về mặt SSI của ông hết. Số tiền ông nhận cũng tùy thuộc theo cái mức độ cao hay thấp của cái số lương bà làm nên. 3 năm nữa bà về hưu. Khen nha, có nghiên cứu đó, biết là ông chồng lớn tuổi hơn mình sẽ được 50%. Lúc bấy giờ, cái số tiền hưu của bà, phân nửa của bà được ông được hưởng. Cộng lại, nếu cái tổng số tiền hưu của hai ông bà ít hơn cái tiền SSI lúc bấy giờ ông bà được hưởng, tôi biết rằng với cái tổng số vừa tiền hưu của bà, vừa cái phần ăn theo của ông, thì chắc cũng không có nhiều lắm, hay là cũng không có ít lắm. Thì do đó ông bà sẽ nhận được cái SSI nếu cái số tiền ít hơn bây giờ thì là 1.125 đồng. Không biết 3 năm nữa cái số tiền đó lên là bao nhiêu. Thì nếu ít hơn cái số tiền SSI thì mỗi người ông bà sẽ được nhận thêm một chút cho vui với cái SSI. Một chút cho vui với cái chương trình SSI đưa đến một cái vui lớn lớn là mình sẽ được luôn Medicaid. Thì ông đã có Medicaid rồi, nhưng mà vào bữa tuổi 65 ông sẽ được hưởng thêm Medicare. Và bà khi về hưu được hưởng Medicare. Tổng cộng thu nhập lại, nếu được hưởng SSI thì cả ông cả bà Medicare, Medicaid, mê đủ kiểu. Dạ vâng, tức là đầy đủ rồi. Đầy đủ rồi. Và liên quan tới lá thư này, cô có muốn bổ sung gì không ạ? Dạ, mà bây giờ nói thêm một cái giả thuyết là khi bà về hưu, ông về hưu, ông ăn theo mà cái số tiền tổng số của ông bà cộng lại nó cao hơn cái mức SSI, thì ông bà, bây giờ tôi nhắc để rồi 3 năm nữa ông bà có dịp nhớ tới và đi xin nha. Đó là cái chương trình Medicare Saving Program. Medicare Saving Program sẽ giúp cho ông bà trả cái premium Part B cũng như trả cái phần 20% phụ đóng. Vậy thì Thi Nhung cũng hy vọng là vị khán giả
nghe được câu trả lời từ phía cô Chi Hồ Quang. Và Nhung xin phép đi tiếp một lá thư của một vị khán giả. Thì Nhung cũng nhận vào ngày 29 tháng 6, tên là Vân Nguyễn, thì Nhung nhận bằng email. Chỉ là một lá thư cảm ơn thôi, thì Nhung cũng xin phép đọc được không ạ? Cảm ơn thì là có các cảm không, chắc. có chia sẻ. Okay. Kính gửi chị Angie Hồ Quang, đợi mãi gần 1 tháng 25 ngày. Thì ngày hôm nay mới được nghe những lời góp ý chân thành và câu trả lời từ chị. Chúng tôi rất cảm kích và không tránh khỏi những ưu tư về những câu trả lời của chị. Không phải riêng chúng tôi mà hầu hết người Việt của chúng ta đều mang nặng tình yêu thương con cháu cho đến hết cuộc đời. Chúng tôi cũng hết sức đau buồn về những câu chuyện mà những người cha mẹ già Việt Nam ở Mỹ bị con cái đối xử không tròn đạo lý. Nhưng mà chị ơi, nước mắt thì vẫn cứ chảy xuôi. Rất chân thành cảm ơn chị đã giúp chúng tôi hiểu biết thêm về luật pháp Hoa Kỳ, cũng như là nên thích nghi với thực tiễn cuộc sống gia đình ở nước ngoài. Và rất mong chị vẫn tiếp tục cho chúng tôi những lời khuyên chí lý để có những quyết định phù hợp hơn. Và mong là chị đừng có nghỉ hưu giống như chị vẫn hăm dọa. Kính thưa quý vị, mình là bậc cha mẹ, rồi bây giờ tới cái tuổi này là mình lên tới bậc ông bà luôn. Nước mắt vẫn chảy xuống. Nhưng mà có một ngày nước mắt sẽ chảy lên. Là cái khi mình nằm xuống đó thì nước mắt chảy lên. Là con khóc cho mình. Nhắc buồn quá con. Buồn. Bây giờ còn sống thì mình chảy xuống. Cái khi mình nằm xuống thì nó khóc cho mình thì nước mắt chảy lên. Dạ. Đúng không? Cũng lá thư này thì... Vì thính giả dạ, cũng không quý vị biết là... tại sao mà cô Thi Nhung tôi mét nha. Cổ có mẹ già, thành ra khi tôi nói nước mắt chảy lên thì cổ ngậm ngùi nghĩ tới thân phận của mình, phải không? Dạ. Sorry cô. Cũng lá thư này thì vị thính giả khán giả này cũng chúc cô Hồ Quang luôn luôn khỏe mạnh trong tình thương và cảm phục của mọi người, và vị thính giả này rất nhiều bởi vì đã có những lá thư hồi âm cảm ơn như vậy, giống như là cũng đã động lực tinh thần cho chúng tôi rất nhiều khi mà thực hiện chương trình này, đúng không ạ? Dạ đúng rồi, cái đó là hành trang lên đường. Nhưng mà tôi thường nhắc Thi Nhung là nếu mà khán giả gửi thơ về mà chia sẻ lòng thương mến thì tôi cũng ích kỷ lắm, tôi muốn giữ cho riêng tôi. Mà Thi Nhung cứ lén lén đem lên trên làn sóng để mà đọc. Và một lá thư nữa Thi Nhung nhận được vào ngày 2 tháng 7 của một vị khán giả tên là Robert Lê. Xin chào bà Angie Hồ Quang, tôi có vài thắc mắc xin được giải đáp. Tôi tên là Lê Tâm, ngụ ở Orlando, Florida. Sinh năm 1945, độc thân, có quốc tịch, đã nghỉ hưu. Được lãnh tiền an sinh xã hội 915 đồng một tháng. Tôi có một căn nhà, tài sản không quá 2.000, nên được hưởng Medicaid và food stamp 68 đồng cho một tháng. Xin được hỏi câu thứ nhất, là bởi vì living cost tăng hàng năm, nên số tiền 915 đồng của tôi tăng đến mức nào thì tôi sẽ không còn được hưởng Medicaid và food stamp nữa? Nếu không còn food stamp thì tôi có còn được hưởng Medicaid nữa hay không? Và cũng tới 4 câu nữa thì Nhung mời cô dạ, đi trước. Để trả lời cái phần này, kính thưa ông Lê Tâm, cái số tiền hưu của ông là 915. Ở Orlando không có cái trợ cấp của tiểu bang, vì vậy cái số tiền của ông chỉ ròng là tiền hưu. Vì hiện nay cái chi phiếu SSI là 750 đồng. Số tiền của ông cao hơn cái mức tối đa của SSI, vì vậy ông không được hưởng Medicaid đâu. Nhưng mà nhờ cái 915 đó nó ít hơn 1.003, do đó ông xin được cái Medicare Saving Program. Medicare Saving Program cũng là một chương trình trợ giúp do chính phủ tiểu bang quản trị. Cái trợ giúp đó nó gần giống như là Medicaid vậy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi có Medicare và có Medicare Saving Program, cái phần B đó, thì chúng ta biết là chúng ta phải đóng cái bảo phí. Trong năm nay, bảo phí của phần B là 134 đồng. Thay vì xót xa mà nhìn thấy cái chi phiếu lương của mình bị trừ 134 để đóng vào cái bảo phí phần B, thì chính phủ giúp cho ông đóng cái phần 134 đồng. Nhờ vậy, ông mới thấy nguyên cái chi phiếu 915 đồng của ông. Thì cái living cost tăng, thì ông muốn hỏi như vậy đó, là tăng đến mức nào thì sẽ không còn được hưởng Medicaid và food stamp nữa. Thì mình để phần sau mình trả lời ha.
À, dạ vâng, cô Hồ Găng nhắc khéo Thi Nhung. Và thời lượng của mình thì cũng đã hết rồi, phần 1 thôi. Và mong quý vị vẫn giữ màn hình của Việt TV và Radio. Chỉ sau một vài quảng cáo thương mại, mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình.